Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, nội dung như sau: Nhằm tiếp tục kiểm soát tình hình dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép trong đó đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các yêu cầu sau: từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021, không tiếp nhận người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 vào tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2021. Trừ trường hợp đặc biệt phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cho phép, nhưng phải đảm bảo một trong hai điều kiện sau. Một, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc hai Giấy chứng nhận tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 và kết quả test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trước 0 giờ ngày mùng 2 tháng 8 năm 2021 về tỉnh Hưng Yên, được tiếp nhận chứng minh được điểm đến trong tỉnh và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc phương pháp RT-PCR hoặc xác nhận đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, ra soát, lập sơ đồ các chốt kiểm soát phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ đạo công an cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện lập sơ đồ các chốt cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát 100% người ra vào tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3 tháng 8 năm 2021. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về việc kiểm soát người ra vào địa bàn, tuyệt đối không bỏ sót lọt các đối tượng nguy cơ làm lây lan dịch. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ phòng chống dịch cơ sở tiếp tục kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng nguy cơ và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để mạnh tuyên truyền vận động các gia đình có người thân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Theo chỉ thị số 16, thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời không về tỉnh lúc này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích từ quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh hoặc quỹ cứu trợ tỉnh, hỗ trợ người thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch cấp tỉnh 2 triệu đồng một người, hỗ trợ người tham gia các tổ phòng chống dịch cơ sở tại các xã với mức 30 triệu đồng một xã.